Kính chào quý vị. Hôm nay mình nâng cây sứ đó nghe. Rồi nâng lên mà để mình coi thấy được được mình chào giá cho quý vị giao lưu luôn. Nâng lên dấu sạch coi rễ nào hư cắt bỏ luôn vậy không thôi này, cái này thấy ngon lành ha, bự chứ tốt. Người sắc tới người vậy cũng xem.
À, như thế một hồi mình cũng làm xong á, cây này thì khỏi cần ràng dây hết, cứng cố định nè. Rồi ví dụ có cây nào lâu không có năng lên thì mình cứ năng là để trên đó, rồi đắp nó rễ từ từ ha. Cách làm này là nó cũng không có bị thối rễ đâu, cây nó sống khỏe lắm. Rồi cây này thấy cũng được các bạn. Quý vị nào muốn giao lưu thì mình sẽ để cho ba sĩ nha, 300.000 cây này. Nếu mà ở cái xa thì mình gửi đi thì mình sẽ cắt, mình xả tàn luôn, mình gửi đi, nhổ lên cho đóng thùng cho gửi đi ha. Rồi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi nha. Xem mình thấy thú vị hãy nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký miễn phí để nhận những video tiếp theo. Rồi, cây đó mình quý vị nào có liên hệ thì mình sẽ để cho 300.000. Cây rất bự. Ok.